Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Hà Phan Văn của mình. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn tiếp một cái mẹo để mà các bạn có thể SEO tốt cái từ khóa ở trên YouTube của các bạn. Thì ở cái phần thứ 5 này là mình sẽ giới thiệu cho các bạn là mình sẽ làm video chất lượng HD. Thì tại sao mình lại phải làm video chất lượng HD và bao nhiêu là đủ thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Thì cái hôm trước mình có giới thiệu cho các bạn là vì sao chúng ta cần chia sẻ lên mạng xã hội. Thì cái làm video HD nó cũng giống như hệt như vậy luôn. Nó là một cái lợi thế khi mà bạn SEO. Có nghĩa là ở trên YouTube á, thì các bạn thấy được rằng là có rất là nhiều bạn không biết luôn nha. Ví dụ mình sẽ làm một cái ví dụ đây. Là cái ví dụ là xóa album. Mình gõ cái từ khóa là xóa album ảnh trên iPhone. Đây là cái video này nó làm đã được 12 tháng rồi. Và nó đứng lên trên top đầu. Còn cái video này của mình là một cái video mà mình làm được 3 tuần rồi. Nhưng mà mình tin chắc rằng là thì mình đang được ở vị trí thứ 5 hay thứ 6 gì đó. Nhưng mà mình tin chắc rằng trong vòng vài tuần nữa thôi video của mình sẽ lên thứ nhất. Mình tự tin được là như vậy luôn. Lý do là vì sao? Vì sao thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn ở ngay đây. Như các bạn có thể thấy ở đây là mình kiếm vào Trigger. Đây là cái video ở cái top đầu là mình mở xong một tab khác nè. Mình vào phần cài đặt nè. Và mình thấy là cái chất lượng của nó nè chỉ có là 480p thôi. Các bạn hiểu không? Nó chỉ có 480p thôi. Còn cái của mình cũng giống hệt như vậy luôn nè. Và cái chất lượng của mình nè là 1080p. Đó là cao hơn nó một bậc rồi. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái phần mô tả của nó nè. Không có gì hết. Chỉ có một cái chữ là hướng dẫn này nó xóa đi nhanh. Rất là ngắn gọn luôn. Còn của mình nè. So với của nó nè. Thì tiếp theo là mình có những cái thông tin rất là nhiều hơn. Rất là nhiều so với cái video mà đang đứng đầu này. Thì vấn đề là sớm hay muộn. Vấn đề là thời gian thôi. Một thời gian nữa là cái video của mình sẽ lên phía trước của cái video này. Đó, thì các bạn có thể thấy được rằng là cái việc mà chúng ta làm cái video mà ở chất lượng HD càng cao thì càng tốt. Thì chất lượng video đó, đây là số càng nhỏ này nè, thì là chất lượng nó càng thấp nha các bạn. Còn càng lên thì chất lượng càng cao. Và hiện tại mình biết được là nó có một những cái video chất lượng 4K và 8K nữa. Thì cái cách làm những cái video đó thì mình chưa có biết. Nhưng mà để làm được video là 720p và 1080p này thì các bạn cứ làm video mà chất lượng càng cao càng tốt. Chất lượng càng cao thì là ưu tiên của cái thằng hiện tại bây giờ là YouTube nó càng ưu tiên. Giống như là các bạn xem vậy đó, các bạn là người xem đúng không? Các bạn xem mà chất lượng cái video nó càng nét, càng thể hiện càng tốt chất lượng của cái video đó thì các bạn càng thích xem. Thì cái thằng YouTube nó cũng hiểu được rằng là người ta rất là thích xem những cái video có chất lượng cao. Còn những cái video mà chất lượng thấp ở dưới này thì nó nhòe. Nó sẽ bị nhòe, các bạn xem nó sẽ nhòe và nó sẽ mờ. Và khi như mờ như vậy thì người xem người ta sẽ rất là không thích. Và thằng YouTube nó biết được điều đó. Nó sẽ ưu tiên cho những cái video mà có chất lượng càng cao, hiển thị lên phía trên và lên top khi mà các bạn gõ cái từ khóa ra. Ví dụ như là mình gõ cái từ khóa này ra thì sau này chắc chắn cái video của mình sẽ vượt lên trên cái thằng đầu tiên này. Nó sẽ phải trồi xuống dưới vì cái chất lượng của nó quá chi là thấp đi, quá chi là tệ đi. Đó, thì mình đã mới vừa chia sẻ cho các bạn xong cái lý do là vì sao chúng ta phải làm những cái video chất lượng HD và chất lượng càng HD càng cao càng tốt. Đó, nếu mà còn cái điều gì chưa thắc mắc chưa hiểu thì các bạn hãy để lại cái bình luận ở phía dưới và mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn ngay khi có thể nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác hay hơn. We'll be right back.